Hai chào bạn đã quay lại với game ARK nha. Hey, hôm nay nói chung là mình cũng làm dầu thì bây giờ làm dầu thì bây giờ đập dầu thì map này nó hơi khó, chủ yếu chắc là farm mấy con mà test đồ này kia thôi. Còn không á thì bây giờ mình có cái cách lấy phân rất là nhiều, là từ cái con này, con chuột này. Con chuột này mình sẽ cho nó ăn trái trắng là nó sẽ ỉa rất là nhiều luôn. Ở đâu rồi? Trái trắng đâu nhờ? Ui con này nó ăn hết trái trắng ở đây. Đó, nó sẽ ỉa rất là nhiều luôn nè, bạn thấy không? Đó, bắt đầu cứt rớt tùm lum hết. Đó, giờ chỉ cần chạy ra trước xong bắt đầu quay lại lụm. Ơi cái cục này nhỏ thôi. Không biết là cứt nhỏ cứt lớn gì thì nó có khác nhau không ta? Tại vì cái cục này là medium animal nha, là cái con này con chuột là con gọi là trung bình thôi. Rồi còn có mấy con to như con Spino, không biết chúng mình lên cho nó ăn thì nó có ỉa được nhiều không. Mình sẽ lấy cái này mình cho thêm mấy con này vô. Đó, mình sẽ cho hết hết vô mấy cái này. Mình lấy mấy cái này ra. Cái này là phân nha bạn, cái này là phân bón á, nó chuyển thành phân bón rồi. Phân bón này sẽ giúp bạn trồng cây, trồng cây. Đó, mình lấy hết mấy cái phân này ra. Dầu thì nó không có được nhiều lắm bạn, nhưng mà ít nhất là nó cũng có, phải không? Ít nhất là nó cũng có. Đó, nó cũng có giống vậy. Sẽ giúp cho bạn là có đồ để chạy máy, có đồ để chạy máy là thứ nhất nè. Đó, lấy hết mấy cái dầu ra. Ơi bốn bốn năm con vậy thôi, cũng không phải không có gì nhiều, nhưng mà cái phân này bắt đầu nhiều quá. Mà sao nó không tách là được ta? Nó không tách là được, hay là mình giờ mình phải gọi là làm một cái là trồng rau nuôi cá ta? Trồng rau nuôi cá là kiểu như là sẽ xây một cái chỗ để trồng rau. Trồng trồng cây hợp lý nha. Dầu này thì nó hơi ít rồi. Mấy cái con này sao nó ra ít vậy ta? Sao nó phải ra dầu nhiều chứ? Nó phải ra dầu nhiều thêm chút xíu nữa thì mới ngon chứ, như vậy thì nó hơi ít chút xíu. Cái map này lại không có heo, hay là mình lấy cho con Pino nó ăn ta? Con Pino thì nó ỉa được con cứt, cũng cứt bự lắm á. Tại vì mình con chuột này nó nhỏ mà, nhưng mà con Spino nó to lắm. Đây, để mình thử cho con Pino nó ăn thử coi. Nó có đói không? Con này 16.000 food. Con này 16.000 food thì cũng không phải dạng dừa. Ôi con này nó ỉa ít quá. Con này nó ăn nó tuột food quá trời. Mà nó ỉa ít quá. Trời ơi, ỉa có 2 cục à. Ôi ơi bởi vậy. Không, cái cục cứt này cũng vãi lờ. Nitrogen 100%. Cái con này nó ỉa ra có cái nitrogen nha bạn. Nitrogen. Cái này nó sẽ lại khác mấy cái phân khác. Tại cái con chuột đẻ ra nó ỉa không có cái nitrogen đó. Mà không biết cái nitrogen đó để làm gì thì mình chưa biết. Nè. Con chuột nó sẽ ỉa nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều luôn chứ không phải là nhiều hơn bình thường. Cái này nó cũng có nitrogen hả? Ok, vậy là phân nào cũng có nitrogen cả. Không, nhưng mà tóm lại là lấy phân chuột là hợp lý rồi. Chứ còn mà lấy con Bino thì nó hơi nhiều, nó hơi ít quá. Nó ăn nhiều mà nó ỉa ít quá. Chắc là không, con chuột chuột nó cũng là ăn thịt chứ nó không phải là ăn ăn trái cây. Ủa mấy con này thì lên level vãi đái luôn á, cứ quay đi lại chút xíu là nó lên level. Đi chút xíu là nó lên level. Ui da. Ghê vậy. Ủa có rớt được ngọc xanh luôn nè bạn. Ủa rớt đồ quá trời luôn rồi. Ủa cái chỗ này động đất thì liên miên bạn, cái map này động đất thì thôi khỏi phải bàn. Khỏi bàn về cái gì cái động đất của cái map này. Vô địch thiên hạ luôn. Chế thêm 100 cái bình này cái đã. Ok, bây giờ xây đồ điện nha bạn. Bây giờ mình xây đồ điện thì mình phải có trước tiên là mình học cái máy phát điện trước. Cái máy phát điện xong học dây điện, xong ổ cắm các thứ để mình làm ra nhiều cái máy điện hơn. Máy điện thì gồm những cái quan trọng là cái gì? Đây, cái máy phát điện là cái này, đúng chưa? Rồi còn cái này là cái hình như là cable, là cái dây điện thì phải. Còn này là outlet, là cái đồ phát điện, cái chỗ mà xuất điện ra đó bạn. Cái đồ mà xuất điện ra. Còn này là cái dây chéo, là dây thẳng. Còn này là cái ngã tư. Ngã tư electric phải mua, phải học thôi. Ngã ba cũng học được luôn. Ok, polymer.
Electronic mấy cái này học hết, tại vì mai mốt sẽ chế rất là nhiều đồ này. À, cái này là chỗ để làm cho thịt thúi đã đồ bị hư bị thúi đi, nhưng mà mình không cần, mình không cần. Rồi tóm lại là vậy trước, cái này là chế đâu vậy? À, chế trong cái máy. Electro, electro, cái này. Oh, methane god hả? Đây em ơi. Tại vì bây giờ mình có hơi ít dầu thôi, mai mốt mình sẽ kiếm cách nào đó mình làm ra nhiều dầu hơn. Còn cái electronic đó thì mình có rất nhiều. Tại mình đánh mấy con thú tách đó ra nhiều lắm. Đây, mấy cái này là mình đánh mấy con thú tách ra nè. Đó, đây 200 tấm. Mình sẽ lấy hết ra. Chó hình như cũng có. Đúng rồi, chó cũng có nhiều đấy. Đúng rồi. Ơi, con này có 300 dầu. Ui chà. 300 dầu thì nó lại là hợp lý. À, con này cũng có xíu mà không có dầu trong đây. Không có dầu trong đây. Rồi. À, con nào nữa ta? Con này thì có không? À, con này thì chưa chưa gặp con thú tách nào, còn con cua thì sao? À, khát nước à, cua thì không không có gì hết. Khát nước à, để khát nước à, nước là ra cái cầm này xuống, đi xuống uống nước. Ô, con này chạy lẹ lắm. Để mình xây cái đồ điện ở nhà mình xong đi, mình sẽ kiếm chỗ nào đó mình tem thêm một con này nữa. Tại con này level nó hơi thấp, lần trước mình cũng chưa ưng lắm bạn. À, mình chưa ưng lắm cho nên là mình quyết định là mình phải con này là mình phải cho nó đi kiếm một con khác level cao hơn. À, xong để con này là con này là female hay male? Male à. Vậy là phải kiếm một con female nữa. À, kiếm một con female nó về cho nó đẻ trứng thử coi nó như thế nào. Ấp bạn ấp trứng à, ấp trứng mấy con này trước xong rồi mình ấp trứng rồng sau, mình test mấy cái này trước cái đã. À, mấy bạn cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. À, giàu à. Cái này ôi 700 này dư chưa em? Dư đúng không? Một cái máy phát điện, ok. À, dầu thì mình phải bỏ vào đây cho nó nấu. Ôi ra 250 bình nữa kìa. Quá nhiều, quá nhiều. À, ok, con này thiếu gì? Gỗ. Chà. Gỗ hả? Gỗ. Gỗ, ôi 2000 gỗ đủ không? 2000 gỗ có đủ không bạn? 2000 gỗ chắc dư ha. Đây, chế cái này nữa. Rồi, xong mình để mình xây mấy cái này ra. Cái máy phát điện này mình sẽ đồ điện mình sẽ để dưới đây nha bạn. À, để đồ điện mình để dưới đây đi cho nó hợp lý. Không. Đồ điện để đây mai mốt về di chuyển lên cực lắm. À, thôi để ngay chỗ này đi. À, ngay chỗ này hợp lý nè. Được chưa? Ôi đẹp 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 đẹp. Ok. Xong rồi bây giờ là mình phải phải nối dây ra power. Ok, mình 28 bình này. Để coi rồi. Ok. Đó, máy phát điện là chạy được rồi đó. À, bây giờ là phải phải đi dây. À, bây giờ mình tính thí dụ giống như là mình cần máy phát điện thì mình phải cần cái máy phát điện thì mình sẽ cần cái gì nha. Máy phát điện thì mình để có cái gì mà nó xài xài điện. À, trước tiên là cái gì nó xài điện rồi đã, để mình nối dây cho nó hoàn thành luôn bạn. À, nó nối dây thử nó hoạt động hay không á. Mà ok, một cái điện rồi nha. Đây, ui cái đèn này cũng được, nhưng mà cái đèn này hình như là cái đèn theo kiểu giống như là Lay area active. Ôi trời, mất hết cái này. Lambot là cái đèn đi đèn đứng. À, radio, ui chà, world map. Ui, cái cục này, à cái cục này cũng được, mình phải chế cái cục này mới được. À, cái cục này cũng nên học, cái cục này nên học. Nghe nói là nó sẽ làm được cái gì đó kiểu giống như là Pokeball vậy đó bạn, hút thú vô xong rồi đem đi. Ray Binder là cái phun 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 sơn. À, căng tin. À, mấy cái này thì học hết đi bạn, mấy cái này học hết đi, đừng chừa cái gì hết. Ok. À, cái này là cái tủ lạnh đúng không? Wow, được cái tủ lạnh nghe hợp lý đấy. Cái tủ lạnh polymer, polymer trời ơi,
polymer một đống. Tại vì mình không có cần chế polymer kia nữa, mình chế ra cái lấy cái polymer tự nhiên á là mình đã xài được rồi. Nghe hợp lý, cái tủ lạnh nghe chất ấy. À, nghe tủ lạnh nghe chất chơi các bạn. Electric đây thiếu cái gì? À, chưa bật máy. À, chưa bật máy, chưa bật máy. Cái tủ lạnh đó. Cái tủ lạnh này giờ mình sẽ xây ở cái chỗ vị trí nào đây cho nó hợp lý nè. Rồi. Cho cái tủ lạnh này nó sao nó ngắn ngủn vậy ta? Mình xây ở đây đi. Đó, cái tủ lạnh này giờ chưa hoạt động được đúng không? À, chủ là chủ, tủ lạnh này nó cần phải có cái item là cái điện đúng không? Ok, mình sẽ xây dây điện, à, lấy dây điện thêm. Mic là cái gì? À, căng tin. Cementing bath. À, ok. Xây dây. À, metal gót hơi thiếu hả? Chết cha. Mình đang bị thiếu à, tắt cái này đi. Mình đang bị thiếu metal gót quá, mình phải đi farm một lần mấy bạn ơi. Phải đi farm một lần mới được. Đó, cái này nó dẫn ra đây luôn này không? Nè, nhưng mà bạn cái này giờ mà bạn có xây thêm mà bạn xây qua tới ngay chỗ này đi nữa đi á thì nó cũng không 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 truyền điện được thì phải. Đúng không? Cái này nó chưa nó là unpower, đó, nó unpower. Đó bạn xây dây điện rồi, bạn có thể nhìn xuống bạn thấy dây điện không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ bạn phải xây cái này lên. Xây cái này ở đâu? Ở đây nha, ở đây đi. Ở đây đi. Đó, nó sẽ nối vô cái này, bạn thấy chưa? Cái này nó bây giờ nó mới có điện. Hợp lý chưa? À, thấy à, cái cục này là cục giống như là để nối điện vô á, ổ cắm á bạn. À, nhưng mà nó chớp chớp nhìn ngầu quá ha. Nhưng mà chớp chớp vậy nhìn mà có đi ngang có giật không? Ôi, ok. Bây giờ mình có cái... Nhưng mà cái máy này chạy rất im nha bạn. À, chạy rất im và nó không có bất cứ một cái gì gọi là giống như là nó sao ta kiểu như là nó phát ra tiếng động nhiều á. À, bây giờ mình tủ lạnh rồi đúng không? Bây giờ tủ lạnh mình sẽ lấy một miếng thịt ra để mình coi coi. À, thịt thịt này đi. À, thịt này đi để mình sẽ cho bạn xem thử coi cái tủ lạnh nó giữ được bao nhiêu. Cái miếng thịt này để bình thường giữ được 14 phút, để vô giữ được ui cái này là một ngày. À, 14 phút một ngày mới spoil ra để coi. À, lấy lại bỏ vô cái tủ kia, lại bỏ vô cái tủ này được bao nhiêu? Được 2 tiếng. Rồi cái tủ lạnh kia xịn chưa? Bạn thấy xịn chưa? Cái tủ lạnh nó khác bạn đó, phải không? Thời đại mà điện không mà là nó phải cỡ này bạn. Nó phải cỡ này. À, để vô đây là bắt đầu là mình chỉ cần để dầu vô trong kia là nó sẽ rất là ngon, nó sẽ giữ được rất là lâu. À, nó giữ được rất là lâu, cho nên là bây giờ mình sẽ không không cần mấy cái này nữa. Cái tủ này mình sẽ chuyển qua bên kia. À, dầu ha. Cái tủ này mình sẽ chuyển qua bên kia hết tất cả mọi thứ. À, nó sẽ 4 tiếng mấy. Ồ, quá tuyệt vời. Cái đồ nào mà mình cần mà nó gọi là giữ lâu á, thì mình cứ để vào đây. Cái tủ lạnh nó sẽ phục vụ cho bạn đầy đủ hết. Ok. Xong rồi mình còn cần cái gì nữa ta? Mình cần cái gì nữa để mình gọi là mình xài bằng điện nữa? Điện bây giờ có rồi đó. À, điện bây giờ có rồi đó. Ồ, cái này là cái wood rồi. Không, cái đó là cái thang máy mà. À, cái thang máy lần trước mình tính là xây cái thang máy cho cái nhà này. Nhưng mà có vẻ như cái thang máy nó không hiệu quả lắm. Nó không hiệu quả lắm. Cho nên là bây giờ mình cần phải tìm ra một cái vật liệu, cái dụng cụ mà đi lên đi xuống cho nó hợp lý. Wow. Leader đi lên đi xuống hợp lý rồi đó. Điện là ngon lành ha. Điện là ok rồi đó. À, cái này thì ở chỉ bên kia mới học được thôi chứ bên đây thì không học được, chưa học được. Ok, radio, world map, cái này thì... À, chế cái này. Cái này là can be wrap tech supply ray. Shit, cái này nó chỉ ôi nó chỉ chế được ở trong cái tech replicator thôi. Chết mẹ mày, tech replicator thì nó ở đâu vậy? Nó tuốt luốt ở dưới kia lận. Ôi, lừa người bạn ơi. Cho học thuốc trên đây nhưng mà không có chế được. Ôi, thôi chết rồi. Thôi chết rồi, lừa người rồi bạn ơi. Lừa người rồi. À, cái này được, cái này được, cái này hợp lý.
học hết mấy cái đồ này. À cái này đúng luôn, cái này cũng hay nè. À, cái này là cái giống như là cái cối thì phải. Ui nhưng mà nó tốn nhiều xi măng tinh bát vải đáy luôn rồi. Metan gót 3.000. Điên à. Ôi metan gót 3.000 mới chế được cái này. Mình farm chắc cũng lâu ấy, cái này farm chắc cũng 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 vãi lờ đấy chứ không phải đùa đâu. Vâu, vâu là cái gì ta? Là good store. Cái này là kiểu giống như là cái két sắt rồi. À, cái này cái két sắt rồi. Holoscope. Rồi cái ống nhắm holo. Còn cái này là à cái máy cái nấu nấu mây thồ và nấu mây thồ xịn geometry bang, là cái này là giống như là cái chế cái nấu nấu thuốc vậy các bạn. À nấu thuốc vậy nhưng mà nó chuyển qua nó xài bằng điện. À, nó sẽ nấu nhanh hơn. À cái lò này là giống như cái chỗ cái gì quên rồi ta. Cái củi không phải cái lửa trại á, giống như cái lửa trại nhưng mà nó xài bằng điện. Nó sẽ xịn hơn. À, nó vậy thôi. À, với lại mấy cái turret này thì nó sẽ xài bằng điện. À, ok, cái này thì còn lâu lắm, cái này còn lâu lắm mới 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 mới, mới xài tới đây, cho nên từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Bây giờ mình có điện trước cái đã. À, bây giờ mình có điện trước cái đã. Rồi. Hay là mình nói qua đây luôn được ta không? Cái này nó chạy bằng ga bạn ơi. Cái này nó chạy bằng gasoline, là nó phải bắt buộc là phải xài bình 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 xăng này nó mới chạy được. Còn mấy cái đồ này á thì nó thôi 200 bình này tao chấp mày luôn, xài tới Tết Congo không hết con à. Xài tới Tết Congo không hết. Đặc biệt là sao mình phải chế một cái bàn kia, cái bàn mà à cái đó là cái cối chứ không phải cái bàn mà. Cái cối. Thì nói chung là điện thì nó chỉ tới đây thôi. À, đồ thì chế trong máy kia rồi. Còn mai mốt là xài máy tách á, thì nó mới cần điện nữa thôi. Còn vậy là tạm ổn rồi. À, tạm ổn. Camera, có camera nó ghê thật. Ok, căng tin Gian Metal. Rồi, thôi tóm lại là mình phải chế thêm một cái này nữa. À, chế thêm một cái này. Cái này thì nó quá nhiều thứ. 3.000 metan gót, mà cái này là mình phải phải thử coi nó là cái gì nha. À, phải thử nó là cái gì, tại vì mình thấy nó chế rất là nhiều. À, mình cần cần có mấy cái đó. Rồi tóm lại là vậy đi. Rồi bây giờ là phải metan gót thì mình hơi thiếu, nhưng mà cái này thì mình nhiều lắm. Rồi chế nhiêu 600 cái rồi. Cái đó thì dễ, cái đó thì dễ bạn ơi. À với lại mình phải học cái móc nữa. À, cái móc này quan trọng, tại vì mai mốt mình sẽ đi xuống dưới kia mình lút trứng con rock ray. À, lút trứng rock ray đó mà không có cái móc đó thì leo lên không được, thì ăn cứt. À không được, mình như vậy thì quá nguy hiểm mà không. À, quá nguy hiểm. Để mình coi cái móc nó nằm ở chỗ nào vậy ta. Zipline Acto vãi lời, cái gì đấy, toàn là mấy cái trang bị thứ dữ không bạn. Gạt súng ống gì tùm lum tùm la hết à. Ok chết rồi, sao mình không kiếm được cái đó ta, cái đó nằm ở chỗ nào vậy. Level 60 luôn rồi, hình như mình qua rồi thì phải. Hình như qua rồi chứ không có tới mức mà level cao vậy đâu. Không tới mức level cao vậy đâu. Qua rồi, qua rồi, phải đi xuống 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 dưới kia, phải tìm được cái móc bạn. À, cái đó không phải là cái móc nữa, giống như là cái dụng cụ để bạn leo leo núi vậy đó. À, dụng cụ leo leo núi vậy đó, mà sẽ thủ công. Ở ở bên cái map kia thì có con Thylacoleo, nó giúp bạn leo lên đúng không, nhưng mà cái này thì nó lại không có con Thylacoleo đó, cho nên bạn phải leo bằng tay thôi. Cái điều đó là phải phải chịu thôi bạn. Bây giờ biết sao giờ. À, biết sao giờ, đời khó khăn mà. Ôi, kiếm không thấy luôn nè. À, mình kiếm không thấy luôn. Cái đó là tên gần cái gì ta, sao mình kiếm không được ta. À đây đây, Limbic. À, Limbic. Ok, cái này là chế trong Mythi đúng không? Ok, Mythi dễ mà. Cái này đúng rồi, cái này mình chế thêm một cái trong Amor nữa, Achievement nữa, để mình gắn vô cái bộ mình gắn vô cái bộ mà chống 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 này nè,
Đó, gắn vô cái này để cái bộ này là cái bộ để đi xuống cái chỗ mà nhiễm phóng xạ bạn. À, còn cái này thì bạn chế nhiều lên. À, cái này bạn chế nhiều lên. Cái này dễ mà, green game thôi, green game đâu rồi kia, ta đập cho mày một đầy. À, green game đập cho mà đầy luôn bạn. Để ra test thử cho bạn coi. Nè, green game nữa, tự có luôn nè, không. Chu, không cần cái này nữa tại mình có cái cánh rồi. Mình không có cần mấy cái này nữa. Ok, được rồi đó. Ủa sao à, cái nón này để mặc cho mát mà. Đây mình sẽ ra mình leo lên cho bạn xem thử. Ôi lại rung nữa à, phải rung à. Đâu có cần phải giữ vậy bạn. Số 5 rồi. Đâu rồi, móc vô rồi như thế nào nè, móc lên mình leo lên từ từ nè. Ui. Khích. Ui. Khích. Ui. Ây da. Đó, nó sẽ leo lên được thấy không? Mà thấy ngầu chưa? À, leo lên. Tại vì mà cái cây quỷ này thì nó lại bị rất là tuột cái độ bền rất là nhiều. À, nó độ bền rất là nhiều cho nên là mình phải xây, mình phải làm rất là nhiều cái, phải làm rất là nhiều cái để lỡ mà nó có hư thì mình lấy cái khác là mình xài. À, lỡ mà có hư lấy cái khác. Ở trên đi xuống thì mình có cái cánh rồi, mình không ngại bạn không? Ở trên đi xuống thì mình có cái cánh rồi, mình không ngại, mà ở dưới đi lên đó mà mới là vấn đề. Ở dưới đi lên đó thì nó lại vướng vô cái tình trạng là không có cái đồ lên, nhưng mà bây giờ lại có rồi, có cái móc này thì lại tuyệt vời. À, có cái móc này lại tuyệt vời, sửa mấy cái đồ này. Mình chế khoảng chừng 20-30 cái, khi nào mà cần á lấy đi bạn. À, cần lấy đi, bây giờ thì chưa cần. À, bây giờ chưa cần. Rồi. Ok, đó, đồ điện rồi ha, máy phát điện, tủ lạnh, ngon lành chưa? Bây giờ mình sẽ đi ra qua ra bên kia để mình farm cái meta với lại meton, với lại mình bắt thêm một con này nữa về cho hai con nó đẻ trứng thử coi như thế nào. Ok, đó, tới nơi rồi. À, tới nơi thả con này xuống. Ok, đó, cái chỗ này cái chỗ tập kết. Hỏi tại sao? Tại mình có thả con này ở đây nè. À, mình thả con này ở đây chủ yếu là nó để phát sáng để tập kết mà, thấy không? Ok, mình sẽ lấy con này xuống dưới đập mà chút đỉnh mê tôn. Đập chút đỉnh mê tôn. Rồi, lên được 2 level luôn. Ngon. Lên được 2 level thì nó lại dễ quá. Rồi, con này phút tuột dữ vậy ta. À, con này hình như là nó ăn trái cây thì phải. À, nó ăn trái cây, phút nó đang hơi bị tuột. À, nó ăn trái cây, đúng rồi. Ăn trái cây thì chút xíu về đi nha. Chút xíu về đi, tao sẽ cho mày... À, mày vô cái con Tego. À, Tego nó sẽ cho mày ăn. Hay biết vậy mình xây một cái mình xây một cái feeding tóc đó để mình cho nó ăn bên ngoài ta. Tại bên bên trong mình xây cái feeding tóc nó nhỏ quá. Cái vòng cho ăn nó bị nhỏ quá đó bạn. Cho nên nó hơi ở thú bên ngoài, tại mình không có xây cái chuồng thú đó. Cho nên cái thú bên ngoài của mình đó thì nó không được ăn. Mấy con ở trong nhà thì được ăn no đủ, còn mấy con bên ngoài thì nó bị đói. Đói cũng tội nghiệp. Cũng tội nghiệp lắm mà thôi kệ vậy. Chỉ biết sao giờ, chịu thôi. À, mình xuống đây, con này của mình không phải level thấp nha bạn. Con này level 83 nha, nếu mà tính ra đam thì cũng phải lờ đó. Bây giờ mình xuống đây con nào đụng mình à không. Mà quên, xuống đây thì mình phải thay đồ. À, thay đồ. Thay đồ vô. À, mặc đồ thấy không? Từ đầu tới chân giống nhà khoa học, đi xuống đây giống như là kiểu giống như là vô mấy cái chỗ mà bạn coi phim mà theo kiểu khoa học giả tưởng đó bạn. Thường thường là mấy cái chỗ nguy hiểm người ta sẽ mặc cái bộ đồ này vô để chống nhiễm độc rồi này các thứ. Mình xuống đây là mình cũng phải mặc cái này vô. Nhưng mà mình ở đây nó có con này dễ thương ghê. Con này thì dễ thương vãi đái rồi, nhưng mà có cái là tem nhiều quá cũng không để làm gì bạn. Tem nhiều quá cũng không để làm gì. Mẹ biết sao đem cua xuống đây luôn cho nó lẹ. Cử con này đi lên đi xuống chậm vãi lờ. Mày chờ tao chút xíu đi. Lấy con cua xuống luôn. À, phải lấy con cua xuống luôn mẹ ơi. Đi như vậy nó hơi chậm quá. À, đi vậy nó hơi chậm quá. Lấy con cua xuống luôn cho nó lẹ.
Tại ở trên đây không có đá đá mê tôn nhiều, ở dưới kia mới có đá mê tôn nhiều. Ở trên đây mấy cục đá này đập ra toàn stone với lại này kia không à. Ủa đâu rồi? Ủa con cua với lại con sai hôn của mình đâu rồi? À đây, thú lút trên đây lượn vải lờ. Trời ơi, có cần phải đứng xa vậy không em? Đi đi bộ cũng mệt lắm á. Không, cua mình giờ là cua này là gọi là cua gọi là đua cua F1 cho bạn. À, cua F1 tại chạy rất là lẹ. À, chạy rất là lẹ. Để mình coi mình còn đủ đồ mình chế mấy cái giường không. Mình chế mấy cái giường mình bỏ dọc đường mà. À, fiber à. Fiber hình như là tao cũng nhiều lắm á. À, fiber ha. Fiber thì không không có cái này nè bạn, đó farm. Nó vô đây gặt. Rồi, mê thì thôi bạn, vô đây gặt mê thì thôi. Rồi Fiber vô địch. Mình chế mấy cái giường mình bỏ dọc đường một chút xíu mà mình mà không biết đường lên đó, mình bấm vô cái giường mình coi. À, mình chế cái giường ngay đây đi, mình chế một cái giường ngay đây. Mày chế cho mày chế 15 cái luôn. Thích thì chế 15 cái luôn, không có không 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 có nói nhiều, ok. Mình sẽ xây cái giường ngay đây đi. Rồi ok đó. Đó, bấm vô cái giường thì bạn sẽ thấy đó. À, cái này là cái nhà mình, còn cái này hình như là cái chỗ mình đang đứng rồi vậy. À, đúng rồi, cái chỗ mình đang đứng. Rồi ok, đi xuống, đi xuống chút xíu nữa, nếu mà sợ mà lạc đường thì cứ xây giường ra thôi, xong rồi nhìn hướng đi lên, nghe cũng hợp lý không. À, nghe cũng hợp lý lắm chứ bộ bạn. Đây rồi, au. Đó, gấp được con này đi là đi thoải mái luôn bạn. Muốn farm bao nhiêu thì farm. Mình sẽ có hai hướng đi đúng không? Hai hướng đi mình sẽ xây một cái giường ngay ngã ba này thôi, ngay ngã ba này không cần. Rồi, cũng được, xuống ngay xây cái giường ngay ngã ba đi. Hợp lý. À, phải cẩn thận bạn. Mình làm mình xài cho mai sau mà, à, mình xài cho mai sau nữa, đúng rồi. Xây một cái giường ở đây, mình sẽ đi hướng bên này, không mình đi xuống dưới đi. Đi xuống hướng bên này đi. Ui, con rắn chết ngay đây. Đây là gọi là đi xuống dưới nha bạn, đi xuống bên dưới, phía bên dưới. Còn kia là đi hướng bên trên. À ha. Đi quẹo phải. Ok. Mình sẽ thấy đá mê tôn ở đâu thì mình sẽ giục con Ankylo xuống để cho nó farm mê tôn ngay đó. Chỗ này. Wow. Chỗ này hình như không có đá mê tôn thì phải. Ở trên đây cũng mấy đá thường thôi, không có mê tôn. Phải chắc phải xuống dưới nữa mới có mê tôn cho đập. Khoan, cái đường này không phải cái đường quay lên em ơi. À, đi theo đường nữa để chút nữa nhớ đường quay lên bạn. Bữa hổm mình đi xuống đây mình lạc phát, trời ơi, quay kiếm đường lên cả buổi luôn á. Đúng là đúng kiểu là cả buổi luôn á, chứ không phải là dạng mà thường thường nha. 1 2 phút không có đâu. Chắc không phải cả tiếng đồng hồ á, mới mới lên được khỏi cái chỗ này. Coi nghiệt ngã chưa? Đó, nghiệt ngã chưa? Nè, có nhiều bạn kêu xây giường nè, xây giường cho bạn coi nè, cái map nó không có hiện lên cái giường mày không? Muốn thấy cái giường á là bạn phải mở bấm vô cái giường khác thì bạn mới thấy cái giường. À, thấy đường. Ok. Mình sẽ xây một cái chỗ nào đó gọi là giống như là bước ngoặt kia đó. À, xây giường mấy cái chỗ như vậy thì nó hay hơn. Hình như chỗ này cũng được, chỗ này xuống xây một cái giường ngay đây đi để biết đường chút xíu đi ra bạn. Đó, hợp lý chưa? Trời ơi, tính hết, tính toán hết, thông minh lắm, mình thông minh lắm mấy bạn yên tâm. Mình bỏ giường đó trừ khi là bị thú nó đánh bể giường thôi, mới không biết đường ra thôi chứ không là thoải mái. Ơi. Ủa tính ra cái này nó cũng đi lên mà, nó đâu có đi xuống đâu. Ủa tính ra cái này nó cũng đi lên ào ào mà. Để mình bỏ con này xuống thử coi nó nếu mà đập mấy cục này thì nó có được mê tôn nhiều không? Cục đá này nè. Ui, 2.000 mê tôn cũng được, cũng được. Muốn gì? Muốn gì cua? Ăn hiếp tao kìa. Hồi ơi. Khổ ghê chưa? Đập một phát lên 5 level luôn. Không phải dạng thường rồi nha bạn. Đập một phát lên 5 level. Úi da, nữa nữa nữa. Hồi ơi, tụi bay chọn cái chết đúng không?
Có vẻ như tụi bay chọn cái chết. Đập một cái 2000 meton dễ quá, dễ quá, dễ luôn. Cục này đúng không? Ui. 2000 meton, 1000 storm, 1000 đá. Đá thì mình không thèm, đá thì mình dục bớt đi bạn ơi. Đá thì mình dục bớt đi. Dục bớt đi, mình lấy meton thôi. Mình lấy meton thôi. Trời ơi. Ok, đó, cứ bình tĩnh mà chơi nha em. Đá thì mình cứ lấy hết thôi. Quên, đá thì mình dục hết thôi. Còn mình chơi lấy meton thôi. Ôi ôi, meton nhiều quá. Đó, bạn thấy chưa? Chỉ cần vậy thôi là mình về cái là mình sống được một thời buổi luôn. Mình sống được một thời ở nhà luôn. Thoải mái, ung dung, tự tại. Oh, meton đây, chỉ xuống đây có chút xíu thôi là đầy. Con này cũng tự đập được mấy cái cây mà. Rồi, bớt dục bớt stone ra nữa. Level nhiều quá, tăng này đi, tăng thêm quay rồi đó. Bây giờ mình chưa biết gì hết nha, mình có khoảng chừng 10000 meton rồi nè, bây giờ bạn muốn không? Muốn cỡ nào? Bây giờ bạn muốn cỡ nào? Cỡ nào mình cũng chơi luôn á, mà cỡ nào mình cũng dứt luôn á. Bây giờ đập cục này chắc cũng ra. Cái con này nó có cái nó bẻ lái, nó hơi kỳ cục. Bẻ lái nó hơi kỳ cục. Ở dưới đây thì đá này là trùm. Đá này thì ở đâu cũng có hết. Meton không luôn mới ghê chứ. Hồi tính ra cái map này thì cũng không phải dạng dừa. Meton quá trời. Ui. Ôi da. Trời ơi. Đập mà một phát mà nó giật giật luôn phải không? Giật 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 map luôn. Rồi nhiêu đây chắc là dư hơn 10000. Phải lờ. Quá nhiều thứ. Úp con này lên. Đó thôi. Ok. Bình tĩnh tự tin nha em, bình tĩnh tự tin. Bây giờ mình quay về cái con cua thôi. Quay về con cua thôi. Giờ nếu mà đi xuống dưới được thì tốt. Ui, ở đây nó có con này đẹp quá vậy, dễ thương vậy. Level bao nhiêu vậy? Level 8. Level 8 dễ thương, màu tím nè Hoàng, tím mộng mơ. Gấp lên. Rồi, ok, quay về. Ok, ok. Mình đi xuống dưới được mà ta, đúng không? Tại sao mình cứ phải đi lên trên đây vậy ta? Đi xuống dưới thường thường là nó sẽ đi qua mấy cái chỗ mà đập được red game. Red game. Cái giường hình như ở đây thì phải. Cái giường ở đâu à? Giờ xây cái giường xong giờ kiếm cái giường không ra. Mới ghê chứ. Ok. Ở đây đi hướng đó thì đi lên. Vậy nó đâu có hướng đi xuống. Ở chỗ này gần như không có hướng đi xuống. Không có hướng đi xuống bạn. Ui, cái giường đâu nhờ? Mình nhớ mình bỏ giường lại chỗ này nhiều lắm mà ta. Mình bỏ mấy cái nhưng mà sao mình đi ngược ra nó không thấy cái nào vậy? Lừa nhau à? Lừa nhau rồi bạn ơi. Lừa nhau rồi. Không, cái này là nhảy dưới đi xuống đi dưới nè, xuống đây nè, đó, nhảy xuống đi xuống đây. Thì nó cũng đi ngược lên trên kia được. Ôi. Ôi. Đó, đi xuống đây là coi chừng nha. Đi xuống đây là mình không có biết đường xuống đâu á, mình chỉ biết đường đi. Đây 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 đây. Thấy rồi, đây là đường đi xuống đây, đúng rồi. Nhưng mà đi hướng này thì đi lên không được. Đi hướng này thì đi hướng này thì có thể đi lên theo kiểu là nhảy lên. Đúng không? Nhảy lên đúng không? Đi hướng này thì nhảy lên được. Ok, 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 ok. Rồi 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 rồi. Này đi xuống dưới đây được phải không? Đi xuống dưới đây được. Ok, đi xuống đây được. Xuống được thì xây một cái giường để lại. Đó, đâu rồi? Đó, 3-4 cái rồi. Thấy vậy chứ nó cũng được lắm bạn. Sát sát nút vậy nhưng mà kệ nó. Bây giờ mình không có cách nào đánh dấu thì mình chỉ có cách này thôi. Xây giường đi tới đâu xây giường tới đó.
Đây đây có ngõ đi xuống nè. Đó cứ đi thẳng xuống thôi bạn. Cứ đi thẳng xuống thôi. Con này level mấy? Con này level 2 à? Ôi. Level 2. Tôi tưởng mày level to hơn là tao bắt mày về cho con kia nó hai con đẻ trứng rồi đó, nhưng mà có vẻ như mày level 2 thì thôi. Ui, cóc. Ôi con cóc. Ui. What the fuck, cái chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, nó bay lên song phi đá nhau, trời kinh khủng thiệt. Ở dưới đây là quái vật, nó gọi là võ lâm minh chủ dưới đây à. Mẹ, tìm võ lâm minh chủ dưới đây à. Chết mẹ rồi, nó cắn cái con ankylo của mình sắp chết luôn. Vãi lờ mấy con chó này. Chết chưa à? Ôi, xuống đây. Ui, có mấy con gì nè. Diplo. À, ui, cua. Ôi cua 104. Ôi vãi. Khoan bạn ơi. Đừng bạn ơi. Ui da. Shit. Để mình thả con này xuống đây bạn ơi. Đi hồi chút xíu con này nó chết nữa thì khùng luôn á. Con này chết không lượm đồ nó lại nổi đâu, tại nó chứa đồ nặng lắm. Rồi. Thôi. Tao thả mày lại đây chút xíu, tao quay lại tao lấy nha. Đứng im đây đi, đừng kích động. Đừng manh động, đừng có gây chuyện với ai hết giùm tao cái. Chết đó. Đứng im đó, hồi máu từ từ đi em. Con cua thì nó vô địch rồi bạn. Cua mình là bá đạo mà. Cua mình thì bá đạo, mình xuống đây mình không ngán thằng nào hết đó. Không, cái con này nè. Cái con này là con này là con nồng nọc bạc Diplo câu lết. Nè con nồng nọc nè, bạn thấy không? Ê, hết hồn. À, nó thấy mình nó chạy chứ không có đánh mình. Ê, con lương điện. Wow. Ok. Ok, nhìn cũng dễ thương đấy. Mấy con này, ui. À, con có con lương điện dưới đây nữa nè bạn. Nè, con lương điện nè, thấy không? Đó. Con này là con gì, forest gì đó. Ok. Rồi. Từ từ, lên cua cái đã. Ở dưới đây toàn là mấy con mà nó lạ không, dễ chết lắm mẹ ơi. Biết được đâu, nó giả bộ, cái nó dụ mình xuống cái vẻ dễ thương của nó. Cái là nó ăn thịt mình dưới đó, không được. Tao đâu có bị lừa như dễ vậy được. Rắn này thì rắn này. Ôi, ở dưới đây thì cũng chả có cái gì khác ngoài cái việc là mình có nước thôi. Chứ nó đâu có khác gì trên kia đâu. Mấy con này không biết có tem được. Shit, có con gì đây? Baronic. Ôi, 60 nha bạn. Ôi, con đó level 60 nha. Con Baronic đó có vẻ thú vị đấy. Đâu, để thử mình kẹp con này được. Ôi, kẹp được. Kẹp được bạn ơi. Kẹp được. Ôi, con này con gì? Hai ba con cua. Lên đây làm gì vậy? Nè, tao thả cho mày đi đó. Đi. Hai con cua này nó đang gọi là nó muốn ăn thịt tao đây mà, đúng không? Hai bảy muốn ăn thịt tao gì đúng không? Có vẻ như vậy rồi, đúng không? Ui, con này level cao nhờ. Trâu thật, level 72. Trâu đấy em. Trâu đấy nhưng mà chưa đủ. Con Dimetrodon này là con này hình như là bạn có thể bắt nó về để nó ấp trứng cho bạn thì phải. Wow. Ở đây nói chung cũng nhiều con thú vị đấy. Không xuống thì không biết, nhưng mà xuống rồi thì nghe cũng hay đấy chứ. Nghe cũng hay đấy. Có con lương điện nữa nè. Lương điện. Không biết bắt mấy con này được không ta? Tại mình chưa bắt lần nào cho mình không biết. Ôi da, no. Mày xuống dưới đó thì không sao, nhưng mà con này level 12 nghe không ngon lắm. Nghe nó không ngon lắm. Thường thường mình bắt muốn bắt cái con level nó cao một chút. Con này level nhiêu vậy? Level 12 Will female. Female. Được nha, female thì có thể về cho con kia nó đẻ trứng được, hợp lý. Nhưng mà level 12 nghe không hay lắm. À, cái chỗ này đi lên rồi. Chỗ này đi lên lại chỗ khác rồi. Cái con kia mình để tút lút bên kia lận.
Mình để túi lúa của bên kia lận, đi qua đây rồi chút xíu quay lại, không biết nó nằm đâu thấy mẹ nữa. Cho nên là thôi gấp đi bạn ơi, gấp đi thôi. Đây đây đây, con này gấp đi thôi, gấp đi gấp đi gấp đi. Mẹ cái map này thì động đất, còn cái map kia thì bão cát, bão lửa, đủ thứ các loại hết. Không có cái map nào mà nó dễ sống hơn chút xíu ta. Ở trên đây là cái chỗ cái đi lên cái khu khác rồi. Đi lên cái khu khác rồi. Con này là con cá sấu Sako. Sako thì mình không thèm. Mấy con đó thì quá bình thường đối với mình, bạn hiểu không? Mình phải tìm mấy con nào nó thú vị hơn. Ôi. Rít. Tem rít cũng được ấy. Spino quá trời. Ôi Spino level 80. Căng đấy, căng đấy. Nhưng mà nó mà đụng vô con cua mình một cái thì nó chết rồi. Cuộc đời nó xác định. Ui con này level mấy? Level 4 rồi, female luôn. What the fuck? Sao yếu thế em? Đánh cho ra level cao. Level 4 mình đâu có cần tìm mấy con level 4 bạn. Mình cần tìm con level cao chút xíu để mình bắt về. Bắt về để phối giống thử coi nó ra con đời F1. Mấy cái con đó mà ra đời F1 chắc nó mạnh lắm. À. Để xuống đây đập một phát coi thử coi nó ra được nhiều không. Sao con này đi không được luôn rồi? À đi được nè. Cũng không nhiều hơn cái kia là bao nhiêu. Cũng không nhiều hơn cái kia là bao nhiêu đâu. Tính ra cũng thường à. Tính ra cũng thường thôi. Chứ không nhiều hơn bao nhiêu hết. À ga mà tao không có đem cái kia. Mà ở dưới đây xa gần chết luôn. Làm sao mà tao xuống dưới đây tao lấy mấy cái ga bôn được. Thôi bỏ đi. À cái đẹp vãi lời. Chỗ này là chỗ nó cạn, cái chỗ này phải qua sông mọi người. Để coi, mình coi có cái con gì mà nó thú vị ở chỗ này không. Sindarina là cái con sứa. À, con sứa. Sindarina. Ở đây không có con mega nào hết. Mình phải kiếm cho được con mega female level cao bạn. Ôi dưới đây gabon quá trời luôn nè, coi nè, thú vị chưa? Ây rồng, ui róc rây. What the fuck nó làm cái gì vậy? No man, no. No man, đừng lại gần tao. Lại gần là mày chết chứ không phải tao chết đâu, tại con cua mình bá đạo lắm bạn. Mặc dù nó có là rồng tàng hình hay là cái gì đi chăng nữa thì nó gặp con cua mình thì nó cũng chết. Nó cũng chết là cái chắc. Con này level bao nhiêu? Ôi con này mèo level 4 à. Sao yếu dữ ta. Mình nhớ hồi đó mình chỉ có xuống đây gặp một con nó level 88 ngon lắm mà. Good level 4 với chúng tôi này. Ôi. Hay là xuống đây có cái trứng rồng này luôn thì cũng căng đấy chứ. Cái gì vậy? Nem lẹt. Mấy con này thì nó. Mấy con đó thì nó không có đèn nó sẽ xuất hiện. Con này level bao nhiêu đấy bạn? Con rồng ray level 3. Level 3 thì xin lỗi, em không có cửa. Chỗ này đi lên cũng được. Còn em đẹp nó ra liên tục. Mà đập con cái anh chết rồi. Vậy ra làm gì? Cho con cực vậy bạn.
không kiếm được luôn bạn ơi, mình cảm giác như mình bất lực luôn. Cái hồi không thờ không 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 tem á nha, thì nó ra có mà đầy à, có mà đầy à, đầy 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 level 22 mà male mới nhục chứ, phải như female là đỡ, tại con ở nhà là nó đực rồi à, mình không muốn kiếm con đực nữa. Female female level 12, ui giời ơi, level 12 thì nhầm nhò cái gì, phải như level 120 á, thì còn có cửa. Bởi vậy bạn thấy không, kiếm một con level cao đâu phải dễ à, đâu phải dễ bạn. Ui da, cái gì vậy, chó 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 riết rồi, ta không là không nói cho tụi bay làm tới hả. Giải thoát cho con này đi, cho nó lên level cao hơn chút. Level 12 nghe nó không cao lắm các bạn, cho nên là mình không thèm bắt mấy con này, mình thèm bắt mấy con level cao thôi à. Mình đi vòng vòng chút nữa cũng kiếm ra được con level cao à. Bạn cứ yên tâm, mình được thì mình bật cái này lên luôn. Ui, 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 đây, 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 đây. Ui, level 3 mà meo luôn. Thôi chết rồi. Lần này xui quá xuống tìm không được cái gì hết. Ok. Ôi một đàn chó dưới đây nữa, chó đâu dữ vậy nè trời. Chó nè. Chó với chúng tôi này. Ủa cái chỗ này giống cái đường đi lên vậy. Anh em lẹt này. Mình đi vòng vòng dưới đây nãy giờ chắc phải 2 vòng, bây giờ muốn quay lại đường cũ mà đi lên chứ cũng căng á. Bây giờ chỉ có tìm đường khác mà đi lên thôi bạn à, tìm đường khác đi lên lại, nếu mà tìm được đi lên thì quay lại tiếp tục là gắn cái giường xuống đánh dấu, mai mốt biết thì mình đi lên đường bằng đường đó. Trời ơi, tính toán hết. Ôi da, sao kẹt rồi. Ok. Ủa, chết mẹ, rớt con kia rồi. Ơi chết cha, rớt con kia rồi. Quay lại lụm bạn ơi. Mất tiêu con ankylo của mình rồi. Con cứt rồi. Sao vậy nhờ? Ủa mình rớt hồi nào mình không hay luôn á. Trời ơi, chết chưa. Rồi con ankylo quý quý báu của tôi. Nó không phải quý báu của ankylo mà nó quý báu cái 10.000 meton nó mới đập được ở trong đó đó bạn. Chết rồi. Sai lầm rồi, sao đâu mất tiêu rồi nhỉ? Không lẽ chết rồi, đâu có, nếu mà chết thì nó phải hiện lên là nó chết chứ. Tại vì mình làm rớt ở đâu rồi á. À đây kìa. Rớt tú lút đằng kia kìa. Vãi lờ thật. Đi vòng cái ủa sao quay lại mất tiêu con. Ơ chết mẹ con rắn. Mẹ không được, 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 được. Con rắn đó nguy hiểm nha. No. Cút đi. Chạy đi anh Kilo ơi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, tao tới tao tao cứu mày đây. Mẹ mày rắn rắn này với chúng tao hả? Mày rồi đánh anh Kilo tao hả? Chó thật sự. Con Megalosaurus level 136 mà meo chứ mới nhục tôi chứ. Ôi phải như female là ngon rồi à, đắng thật sự. Ok. Ôi turbo đang lên không, nhưng mà turbo đang tụt không sao à. Level 136 hả? Level 136 thì thử coi mày chịu được mấy hit. Mình thì bây giờ mình đâu có ngại gì bạn, mình lại cho mình bắn luôn à. À mình lại bắn vô mỏ luôn giống như vậy nè. Mình level 136 à, mình đứng cho nó đánh thôi. Mình đứng cho nó đánh thôi bạn. Để thử coi nó đánh con cua mình bao nhiêu đam. Ôi cũng nhiều đam đấy chứ. Ui con này 7.000 turbo nha. Không không không, ráng chịu chút xíu ơi cua ơi, ráng chịu chút xíu thôi.
con cua thì nó không gấp được cái con này, hiểu không? À, cái con mega này thì không con cua không gấp được, nó nhục. Mà con cua mình mà máu nó 600.000 mà nhầm nhò gì ba thể loại mà đánh này, đánh này bạn. Rồi nhầm nhò gì ba thể loại đánh này. Ui, nó cạp 1.600 đam nha. Oh no 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 no, quên. Nó không phải là nó cạp mà là do con cua mình đánh nó bạn. Chết mẹ rồi. Ê, quên. Sao vậy? Mình bấm E hồi nào mình không hay luôn á. Ôi, 11.000 máu mà còn có 3.000 à. Không, turbo sắp lên à. Nhanh nào. Ủa nó cạp cũng ghê đấy chứ. Nó cạp cũng ghê đấy, một level 136 mà bạn. Bữa hổm bắt con level thấp đúng không? Bây giờ bắt con level cao cho bạn xem. Đó, à chạy. Chạy rồi. Chạy đâu em ơi? Chạy đâu? Đâu mất tiêu nhỉ? Ủa chạy đâu rồi? Chạy anh chạy. anh chạy. Nè chạy đi. Chạy đi. Tao ghét tao xuống tao bắn mày cũng được. Tao không cần cưỡi cua luôn. Đâu rồi? Xỉu. Ủa da hụt rồi. Hey, đâu rồi nhà? Ai. Cua nhiều thịt đùi lắm em ơi. Cua nhiều thịt đùi lắm. Rồi con này level cao đấy. Mà tự nhiên bây giờ nhà hai con đực nghe cũng kỳ ha. Thịt đùi. Trời ơi 400 thịt đùi. Thịt đùi mà làm một phát 400 thì cũng vãi đấy. Ủa ra con level cao vậy mà phải như là con female là đỡ rồi. Là tao khỏe rồi. À, tao khỏi mất công tìm nữa. Trời ơi, ông cố này ông ăn chưa mà sao mà ông rên thấy ghê vậy. Ủa nó rên mình hết hồn luôn. Mình tưởng nó ủa là cái con gì kêu nghe sợ vậy. Ai vậy không? Là con nó xỉu mà nó rên vậy đó bạn. cái này thì Green Game Element Orc này là không biết Element Orc là cái gì. Chan Battery này thì có. Có, mình có nhiều. Blue Game, Red Game, Gabon là mình có Element Orc là mình chưa biết là cái đó là cái gì thôi. Element Orc. Element. Quên. Ăn thịt vô cái. Ui sao ít vậy nhờ. Không có bình thuốc nào luôn mới ghê chứ, không có bình ngủ nào luôn. Có cái hai cái bình gì nè. Nemlet Venom. À cái này là độc của con Nemlet mà nó đánh nó rớt ra đây được luôn. What the fuck cái gì vậy? Con gì kêu nghe ghê vậy trời. Là à thôi nó ăn có một cái rồi. Nó lên 67 level. Được đấy em, được đấy, anh thích mấy loại như vậy lắm. Anh thích mấy loại mà nó gọi là nó chịu thương chịu khó như em vậy đó. Mình đang ở chỗ nào vậy? Ôi mình đi tuốt lút qua đây luôn à. Mình hướng bây giờ mình đi ngược lại là mình về được nhà. Ý, có cái này ghê nhỉ. Shen mod.
Bắt được con này là thôi bá đạo bạn à. Nhưng mà giờ quên nữa, mail. Bây giờ phải kiếm con female nữa, mà kệ con female nó level thấp cũng được. Female level thấp cũng được, tại con male này nó level cao lắm rồi. Hai nó mà đẻ trứng liên tục thì chắc là cũng tìm được một cái trứng level cao thì cao. Ngon chứ hả? Ngon chứ. Con này con gì đấy? Ăn chó, ăn chó chết. Nguyên một cái xác con chó chết nằm đó. Ui. Nếu mà tính ra con này tem được không ta? À con này. No. Đừng. Đừng làm vậy với tao. Đừng làm vậy với tao, tao chạy rồi. Bỏ qua cho em đi anh ơi. Em sai rồi. Mày ngon mày dí vô đây. Ngon mày dí vô đây. Đâu rồi? Đâu rồi? À. Đi. Dí nè, dí đi, dí, dí. Hay lắm hả? Tưởng vậy là hay lắm hả? Dí tao. Ôi. Đập vái vỡ mồm liền. Bây giờ mình đi vòng vòng mình tìm một con đó nữa, mà male mới được nha, female mới được nha. Female mới được nha, chứ còn mà male nữa thì hai con lại ở nhà lại thêm một con đực nữa, đực rựa nữa. Wow. Wow. Wow, đây rồi. Đam 800. Ui dạ 10.000. Thí dụ như đi lại cạp nhẹ mấy con này thử coi nó mạnh cỡ nào nha bạn. Ui, mới tem. Mới tem thôi. Mà thấy cái gì mà 700 đam nghe vãi lờ thật. Mới tem thôi nha mà chưa hết là quất 700 đam. Ôi nè coi giờ xuống cạp này phải ngàn. Ngàn là nhẹ. Ôi ngàn hai. Ngàn hai. Trời ơi ngàn hai à. Lại hồn. Lại hồn luôn. Lại hồn. Ôi ôi. Ngàn hai rồi ơi. Con này thì bá đạo hơn con ở nhà nữa. Chút về con ở nhà đó thì chỉ có nước mà lấy ra làm thịt thôi. À, làm thịt thôi chứ còn mà con này thì nó quá kinh khủng mày không. Âu con bên kia mình thấy có một con. Female 100 level, 128 level, 168 level. Được em ơi, đây rồi, anh tìm thấy chân ái rồi. Ơi, tìm thấy chân ái cho em rồi. Ok, mày đứng đây đi. Ngon lành, ngon lành bạn ơi, ngon lành bạn ơi. Nhưng mà bây giờ, à, cung ngủ à, chà, chết mẹ hết cung ngủ rồi. Nghiệt ngã vậy ta, không lẽ mình phải đi về nhà mà lấy cung ngủ thì nó lại hơi khó cho mình quá. Hơi khó cho mình quá. Ôi ôi. Chết thiệt. Chết thiệt luôn á. Chết rồi hết cung ngủ rồi. Trời ơi cung ngủ của tôi. Bây giờ mình phải đi đâu mình kiếm cung ngủ giờ ta. Cái con. Ôi biết nãy đừng bắt con này sớm à, con này để im đây được rồi. Trời ơi bắt con này nó hơi tốn cung bạn ơi. Đây đây mình thấy con kia rồi đó. Mình thấy bên kia đó. Nó đứng ngay đó đó bạn thấy không. Đó mình chỉ cần ra qua đó mình bắn nó thôi là đẹp. À, đồ ăn thức uống là tuyệt vời nha bạn, đầy đủ hết nhưng mà có cái là không có cái không có cái cung ngủ thôi. Bây giờ mà có cung ngủ nữa thì ngon lắm. Ok mình kiếm con này mình đi dắt con này theo mới được. Trời ơi chân ái của mình đây rồi, cuối cùng cũng kiếm được rồi bạn ơi, một con female. Con female đầy đủ yếu tố mà mình cần hết à, đầy đủ yếu tố mà mình cần hết. Nhưng mà có cái là bây giờ này không đủ cung để tem nó mới nhục. Không đủ cung để tem nó à, ok. Con này thì luyện level là bá đạo luôn. 20 mũi tên. 20 mũi tên khó lắm. Hồi nãy mình gần 50 mũi mà mình bắn. Bây giờ bắn cái con này level còn thấp hơn nữa con đó nữa. Mà đã tốn hết 100. Ủa ở đâu nhỉ? À, nó ở dưới đây, nó nằm ở dưới đây nè. Mình đã tốn hết một mớ rồi. Trời ơi khổ ghê cơ. Bây giờ phải chịu là chấp nhận là mình phải bỏ cung ngủ lại, chế cung ngủ thêm thôi chứ giờ không thể nào mà bắn được hết. Không thể nào mà
bắt nó được hết bạn ơi. Khó quá. Xui thiệt luôn á. Đâu cần phải xui dữ vậy nha. Con gì trong đây ạ? Low bug. Nó nằm ở trong cục đá luôn ạ. Xui thật, xui thật. Hay là mình... được nha. Thịt thúi mình còn không? Thịt thúi, thịt thúi 10 cục. Thịt thúi 10 cục chắc không, cũng không đủ. Cái trong đây có thịt thúi không? Đây không có thịt thúi miếng nào luôn á. Trời ơi, khổ luôn rồi. Thịt thúi có 10 cục à. 10 cục thì cũng đâu có chế được bao nhiêu cái bình thuốc ngủ đâu. Thôi phải về thôi bạn. Cái này là bắt buộc rồi. À bắt buộc rồi. Nhưng mà mình xây là cái giường ngay chỗ này. Mình xây là cái giường ngay chỗ này. Ok. Rồi gấp con này về. Để con đó lại luôn cũng được. Để con đó lại luôn cũng được. Không mà phải dắt về hết bạn. Tại mỗi lần dắt được con con này thì không kẹp được. Con này không kẹp được. Con cua thì không kẹp được con mega đó nha bạn. Con cua thì không kẹp được con mega đó. Nè con cua này không kẹp được con mega này mới nhục. Nè không kẹp được. Thấy chưa? Thấy không? Nhưng mà con cua này lại kẹp được con Tego. Mà mình nhìn con Tego nó còn bự hơn con này nữa. Đó vậy thôi. Chịu rồi. Ok để mình dắt tụi này về. Cái này mình ra mình tem con kia nha bạn. Ok. Ok cuối cùng cũng đã tem được con female. Đây rồi. Con female. Con này là con gì? Con này là con mèo đúng không? Đúng rồi. Cái này là mèo nè. Cái này là con nãy là mình mới tem về nè. Đó không? Đó 200. Con này là con female. Đó đúng rồi. Ok gần lại thôi. Gần lại thôi các bạn ơi. Ok gần lại giờ mở matching lên là ok liền. Đó ngon lành liền. Là có sẽ có trứng của hai con này. Đúng chưa? Matching lên. Ok rồi. Behavior and by matching đúng rồi. Behavior and by matching rồi. Ok chưa? Đâu đâu đứng gần lại chút xíu nữa em. Đứng gần lại chút xíu nữa. Đúng rồi. Ủa sao nó vẫn không nổi trái tim lên vậy? À unfollow tao đi. Hai con này vậy là có đẻ trứng được. À đây đây nổi 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 trái tim mà nổi trái tim lên rồi. Tưởng là không nổi trái tim nhưng mà nổi trái tim lên là được là tốt giờ bạn. Đi lượm cứt mấy con này mới được. Rồi đứng đó đi. Hai bay cứ tự làm công việc của tụi bay đi. Ôi cực khổ lắm mới tem được các bạn à. Cực khổ lắm ấy. Không phải giỡn đâu. Rồi coi cái công nghệ sản xuất dầu của tao đó. Đây, khá thật sự. Thấy chưa, công nghệ sản xuất dầu được 16 dầu mỗi con. Hơi ít. Hơi ít chút xíu nhưng mà kệ bạn. Không thiệt luôn á, mà ít thiệt. Ồ, ít dầu quá luôn á. Như vậy thì nó không hay rồi. Như vậy thì nó không đáng mình bỏ ra công sức mình lấy cứt đồ này kia. Làm gì, có ra phân quá trời mà dầu thì không có. Dầu là mình phải lấy bằng cách khác rồi bạn ơi. Dầu là mình phải lấy bằng cách khác thôi. Trời ơi, quá ít. 40 mấy dầu. Đi cả buổi luôn á nha. Đi cả buổi luôn. Đi cả buổi luôn. Thôi. Tao đâu có cần mày ỉa cứt nhiều dữ vậy. Tao cần mày đẻ trứng mà. Đẻ trứng ra đây đi. 60 mấy % rồi. Trời, hai con nha bạn. Hai con hai level 200 mấy nha. Hai con này là mình chưa luyện luôn á. Chưa luyện luôn. Con này thì ra rìa rồi. Xong rồi. Con này tại hồi đó mình bắt level thấp quá. Bắt level thấp quá. Bắt level thấp quá cho nên là nó không ngon lắm. Đưa hết đồ cho tao đi. Xong rồi mình bỏ nó đi bạn ơi. Mình bỏ đi. In lem thôi. Con này level 100 mấy thì cũng ghê đấy. Nhưng mà mình không cần. Mình không cần tại mình có hai con này rồi. Và sắp tới mình sẽ có thêm một con nhỏ nữa. Ok. Spino. Spino, dọn đi em ơi. Lấy thịt thôi.
Vãi lờ nha, vãi lờ nha, trâu chưa, trâu chưa, bạn thấy trâu chưa? Ôi trâu, trâu thật. Đây rồi, nhưng mà có trứng rồi. Ui, spoil, chết quá, chết quá. Chạy bạn ơi. Ui, nó hư lẹ quá, nó hư lẹ quá. Không sao, để cho tủ lạnh liền, để tủ lạnh liền. Ui, nó hư lẹ quá luôn á, quá lẹ luôn. Đó, bắt đầu bây giờ thì nó đỡ hơn nè. Cái trứng là level 200 mấy nha. Khá đấy. Ok, ấp trứng, làm thêm mấy trứng nữa, ấp một lần luôn. Làm thêm mấy trứng, ấp một lần luôn, đúng chưa? Tập này là mình đi... Vậy là được chưa bạn? Gần nhau thêm chút xíu nữa đi bạn, để thêm trứng đi chứ. Để thêm trứng nữa. Ôi, lên được quá trời level luôn nè. Thấy chưa? Con này là hình như là con bắt hồi nãy à, bắt nãy. Con nào con nấy cũng kiểu giống như là bị sắp chết tới nơi hết. And by matching rồi mà, để vậy là nó từ từ nó đẻ nữa chứ không phải là lúc nào nó cũng đẻ liên tục được bạn. Từ từ nó mới đẻ nữa. Để cho nó hồi máu từ từ thôi. Ra mày tao bay cứ hồi máu từ từ đi, tao thì đi lấy con này vô, một meton. Meton. Hơi nặng quá rồi. 5.000 meton như vượt quá sức của mình thì bạn. Cho nên thôi, lái nó vào nhà luôn mày ơi. Lái nó vào nhà luôn. Đó, lái nó vào nhà luôn. Mình xây cửa rộng bên đây làm gì, để lái nó vào nhà luôn mà bạn. Lái thẳng vào nhà luôn. Chuyển nó vô cái nấu sắt luôn. Đó, thấy chưa? Tính toán hết rồi bạn, tính toán hết. Ok, mình đứng gần quá, đứng qua đây nè, đúng rồi. Rồi, 5.000 meton, đúng không? Xây qua đây. Đây là để vào luôn, để vào 5.000 meton vào đây luôn. Đó, nấu. Nhưng mà cái này hơi lâu. Mình phải xây cái lò nấu mà theo kiểu mà xài ga, xài xăng á. Xài xăng á là cái lò kia kìa. Nó nấu rất là lẹ, nấu lẹ hơn rất nhiều bạn ơi. Nhưng mà cái đó level mấy mình cũng quên mẹ nó rồi. Không phải cái đó, cái nồi lò nấu là nằm ở đâu á. Đây. Ui, 2.000 meton. Vậy thôi, chắc là phải chờ lần sau vậy. nó hơi tốn meton của mình mẹ, meton god của mình mẹ ơi. 5.000, ok, 5.000. 5.000, bật lửa lên. Nấu. Chế thêm bắt powder. Ui da, nóng quá vậy. À, khát nước à. Bắt powder, chết rồi, clean. Không có đủ, kỳ vậy ta. Mình nhớ cũng nhiều lắm mà ta. À, đây, 1.600 bắt powder. 1.600 đúng không, 1.600 thì chia ra, chia đôi đi, lít half là đẹp. Mỗi bên 800 à, tha hồ nấu nha. Hai lò thôi nhưng mà nấu vậy nó được nhiều lắm đấy. Chà, chắc hai con này chắc còn lâu nó mới đẻ nữa bạn ơi. Đẻ thêm cho tao một trứng nữa đi. Đẻ thêm cho tao một trứng nữa cũng được bạn. Ấp lần có trứng là nó không hay bạn. Ấp lần nhiều trứng nó mới đã. Rồi, nuốt vô. Ôi da, đầy rồi. Ok, thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay để lại một like và đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người. Hey girl, hey my body girl. Make a body tight.